Thưa quý vị, ở đây có một cái chuyện mà chúng ta phải lưu ý, đó là cái bản dịch tiếng Việt ở trong cái phần bài mà vừa được post lên, là ở trong chữ Pali ấy, là chữ Sapramaka, chữ Sapramaka. Có nghĩa là có, chữ nghĩa là có. Mà ở trong bản tiếng Việt ấy, là sự là ngang bằng, những gia đình nào này có tỳ kheo, trong ấy các con cái lễ mẹ cha, thì những gia đình ấy được chấp nhận là ngang bằng ở phạm thiên. Thì xin thưa rằng trong bản Pali thì cái chữ này nó lại khác, là những cái gia đình nào mà có con cái mà hiếu thảo đó, thì những gia đình đó được coi là gia đình có phạm thiên, có phạm thiên trong nhà với mình, có gia đình có phạm thiên. Chứ còn ngang bằng thì làm sao gọi là ngang được. Bởi vì cha mẹ, các vị coi kỹ rồi coi có phải vậy không, bởi vì cha mẹ nó được gọi là phạm thiên đối với con cái, cha mẹ được gọi là những vị thầy đầu tiên của con cái. Cho nên là nếu mà gia đình nào mà cha mẹ được con cái họ thương quý, chăm sóc phụng dưỡng, thì những gia đình nó được xem là những gia đình có phạm thiên. Còn những gia đình nào mà con cái nó bất hiếu, coi rẻ nhẹ cha mẹ, thì coi như là cái không có kể, bởi vì nó có mà nó biết quý, mà nó có mà nó biết quý. Còn cái gia đình nào mà con cái có hiếu thảo với cha mẹ thì gia đình nó coi như có mặt, có sự hiện diện của phạm thiên trong nhà. Cha mẹ trước sau cũng vậy thôi, nhưng vấn đề con cái nó không có thấy là coi như không có nha, con cái nó không có hiếu. Nhớ cái đó. Là bởi vì tại sao cha mẹ được gọi là phạm thiên của con? Vì trong kinh ghi đó là một cái người mà muốn sanh về các cõi phạm thiên đó, thì cái chuyện đầu tiên đó là tối thiểu người này phải đắc sơ thiền. Bởi vì chúng ta biết rằng trong một cái thế giới có vô lượng thế giới, nhưng mà trong mỗi thế giới nó có nhiều cõi mà được chia thành ba 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 gì ba 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 tầng. Tầng một là sắc, là dục giới, tầng hai là sắc giới, tầng ba là vô sắc giới. Thì cái tầng một là tầng dục giới, có nghĩa là những cái chúng sanh ở cái tầng này họ còn đam mê ở trong năm dục sắc thinh khí vị xúc, nhớ nha. Rồi cái tầng giới là cái tầng mà dành cho những cái chúng sanh mà họ chán năm dục, họ không có còn đam mê trong sắc thinh khí vị xúc nữa. Và cái tầng sắc giới nó gồm có nhiều cõi, cõi tương ứng với các cái tầng thiền. Ví dụ như là cõi sơ thiền cho người đắc sơ thiền, cõi nhị thiền cho người đắc nhị thiền, cõi tứ thiền cho người đắc tứ thiền, cõi vô sắc thì cho cái người đắc thiền vô sắc. Thì nó tương ứng như vậy đó, nó tương ứng như vậy. Và muốn sanh về cái cõi phạm thiên thấp nhất là chuyện căn bản, là mình phải chấm dứt, dĩ nhiên là tạm thời thôi, nhưng mà phải chấm dứt năm truyền cái, thì đó là thích trong dục, bất mãn trong dục, rồi thì hôn thị, có nghĩa là biến lười và buồn ngủ, rồi trạo hối, tức là day dứt tiếc nuối về chuyện xưa đời cũ, còn hoài nghi á, có nghĩa là hoang mang nghi hoặc về cái con đường mà mình đang theo, đang hành trì. Thì bỏ được năm cái này nè thì mới là đặt cái sơ thiền, và mới được sanh về cõi phạm thiên. Và chính vì cái người mà đắc sơ thiền là chuyện đầu tiên, là không có còn
dùng đấy là sân nha. Muốn đắc sơ thiền là chuyện đầu tiên á, là phải không còn hai cái này. Tôi nhắc lại, chỉ có thánh nhân mới mới dứt hẳn mấy cái này thôi, nhưng mà đối với phàm phu cũng sanh về quả phạm thiên ấy, thì chuyện đầu tiên là phải dứt hẳn cái dục ái và sân. Hai cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần, nó rất là quan trọng. Tại sao, tại sao nó quan trọng? Là bởi vì đây là hai thứ phiền não gốc, đây là hai thứ phiền não gốc mà tạo ra bao nhiêu là cái thứ rắc rối trong cái cuộc đời này. Do cái dục ái, là bao nhiêu được cái này nha, do có dục ái nên mới có tình cảm nam nữ, do có dục ái người ta mới ham danh ham lợi, nhớ cái chỗ này, do có hai cái đó, do có dục ái đó, rồi do có sân á thì người ta mới có là ganh tị bỏng sẻn, có quán thù. Thì các vị tưởng tượng trong thế giới này mà người ta không còn cái vấn đề tình cảm nam nữ, không còn ham danh, không ham lợi, không còn ham tích lũy tài sản, không còn ham hưởng thụ, là các vị coi nó nhẹ hết bao nhiêu phần trăm rồi. Rồi tiếp theo, không còn sợ hãi, không còn ghen tị, ganh tị ghen tuông, không còn bủng xỉn rít nha, không còn giận hờn, không giận, không sợ, không ghen tuông, không bón rít, thì nó nhẹ bao nhiêu nữa nha. Cho nên á, chỉ không cần kể hết năm truyền cái, chỉ kể có hai cái là mình đã thấy phẩm thiên mà an lạc cỡ nào nha. Do không còn dục ái nên không còn ham danh lợi, không còn bị dây dưa trong dòng thị phi, không còn tích lũy tài sản, còn do không còn sân nữa, cho nên là không có hờn giận oán thù, không ghen tuông, không bụng xỉn. Chỉ hai cái này thôi là thấy cái tâm hồn phẩm thiên nó ra sao. Và chính vì không còn tình cảm nam nữ cho nên cái người mà đắc thiền á, họ đối với chúng sanh á, họ không có cái kiểu tình riêng như là cái người còn hưởng dục. Tình riêng là gì? Tình riêng là ông này là bà con của tôi, ông này là chồng của tôi, là cha của tôi, là anh của tôi, là chú, là cậu của tôi. Đây là vợ tôi, đây là mẹ tôi, đây là con gái, là chị gái của tôi, không còn nữa. Mà họ chỉ còn là một cái thứ tình cảm xuất phát từ tứ vô lượng tâm. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Do không còn dục ái nên không còn có tình cảm đó nữa. Và do không còn sinh ấy, cho nên họ không còn cái căm hờn, ghét, giận bất cứ ai nha. Chính vì vậy cho nên cái tầng phạm thiên mà thấp nhất ấy, là cái tầng sơ thiện. Thì cũng những cái vị ở đây họ nhìn về chúng sanh ấy, là bằng một cái tình thương cực kỳ trong sáng và tuyệt đối, là không có một chút riêng tư. Đó. Cho nên hãy nói tới phạm thiên là phải nói đến từ bi hỷ xả. Chứ còn đó giờ mình bắt chước người ta mình nói như vẹt, như két. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mà phạm thiên ấy, không có phạm thiên luôn đối với chúng sanh ấy, bằng cái từ bi hỷ xả. Nó có lý do. Anh muốn có cái từ bi hỷ xả với tôi ấy, thì chuyện đầu tiên là anh không có cái vấn đề tình cảm riêng tư. Không còn thương cái kiểu riêng tư. Không còn thương kiểu nam nữ, không còn thương kiểu tình riêng. Và anh cũng không có cái gì để ghét giận sợ tôi hết. Thì không có dục ái và sân thì mới có được cái từ bi hỷ xả với chúng sanh. Nhớ nha, đây là cái chìa khóa cực kỳ và cực kỳ quan trọng nha. Muốn có từ bi hỷ xả thì phải vắng mặt dục ái và sân. Đây là lý do tại sao mà cái vị A-na-hàm nha, một vị A-na-hàm dầu chưa từng tu thiền Samatha lần nào hết, chưa từng đắc một cái tầng thiền nào hết, mà khi đã đắc A-na-hàm rồi thì không còn cách nào mà quay trở lại tái sanh ở trong cõi dục nữa hết, vì vị ấy đã không còn dục ái và sân. Thay vì những chúng sanh khác á, các tỉnh khác, hễ mà không có đắc thiền thì bắt buộc phải sanh trở về cõi dục. Riêng cái tầng A-na-hàm do đã chấm dứt dục ái và sân, cho nên dù không đắc cái tầng thiền nào đi nữa, nhưng đến cái lúc mà tắt thở, tự nhiên cũng phải có cái sơ thiền để mà sanh về cái cõi sơ thiền. Rồi từ đó tính tiếp nha, từ đó mà tính tiếp. Nhưng mà dứt khoát, người đắc tôi đắc A-na-hàm rồi thì không có cách chi, người đắc A-na-hàm rồi không có cách chi mà sanh trở lại cõi dục.
Cho nên nó mới có một cái tên gọi là Anaham, tiếng Phạn gọi là Anagami, có nghĩa là bất lai. Bất lai đây có nghĩa là không thể quay lui, không có thể trở lại cõi dục, thì gọi là Anagami hay là bất lai, là vậy đó nha. Thì sở dĩ mà cha mẹ được gọi là phạm thiên của con là bởi vì cha mẹ thường, chứ không phải là luôn luôn, mà là thường nha. Một cái often, một cái là always. Thì nếu mà cha mẹ là phàm phu á, thì chỉ là thường thôi. Cha mẹ thường nghĩ về con bằng từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là sao? Từ, làm ơn ghi giùm tôi cái này. Từ là mong người ta được cái điều tốt đẹp, hạnh phúc. Chắc phải ghi, chắc chắn là phải ghi rồi, bởi vì rất nhiều người được cái tiếng là Phật tử mà bốn cái này nó không xong nha. Từ là mong cho người ta được là điều tốt đẹp, hạnh phúc. B là mong cho người ta đừng có khổ, đừng có bị cái điều xấu xa, đau khổ. Hoặc là dịch gọn, nói gọn nè. Từ là mong cho người ta có được cái nhân tốt, nhân lành, đấy gọi là từ nha. Nhân lành là sao? Là mong cho người ta biết sống thiện, biết làm lành lánh dữ, thì đó gọi là mong người ta có cái nhân lành. Còn mong người ta có quả lành là mong người ta được vui, được sướng thân, sướng tâm. Nhớ nha, cái này nói cho nó dễ đi. Từ là mong cho người ta có được cái nhân lành, quả lành. Còn bi là mong cho người ta đừng có cái nhân xấu, quả xấu. Là kể từ hôm nay, trong lớp này chúng ta phải sử dụng cái định nghĩa này nha. Cái định nghĩa này là copyright của cái lớp mình nha. Từ là mong cho người ta có được cái nhân lành, quả lành. Tức là mong người ta biết tu hành, mong cho người ta được an lạc, hạnh phúc. Còn bi là mong cho người ta đừng có nhân xấu, quả xấu. Tức là mong cho người ta đừng có làm ác, mong cho người ta đừng có chịu đau khổ. Vì sao vậy? Bởi vì từ là mong người ta có nhân lành, là mong ta được làm, mong cho người ta biết làm lành lánh dữ. Rồi mong người ta có quả lành là mong cho người ta được an lạc, được hạnh phúc, được cái điều hay ho tốt đẹp. Còn bi là cái lòng ẩn, là cái sự rung động của mình khi thấy người ta làm ác, khi thấy người ta chịu quả khổ nha. Nhớ nha, bi á, bi là cái sự trắc ẩn, cái sự động lòng khi mà nhìn thấy người ta gieo nhân xấu hoặc là gặp cái quả xấu, thì cái lòng mong nó đừng có như vậy nữa, đó gọi là bi. Còn hỷ là vui theo cái nhân lành, quả lành của người ta nha. Hỷ á là vui theo nhân lành, quả lành của người ta. Nhân lành là sao? Thấy người ta biết bố thí, trì giới, thiền định, học hỏi, có niệm, có trí, có tuệ thì mình vui. Thì cái đó gọi là vui với nhân lành của người ta. Còn vui với quả lành của người ta là sao? Là thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta sung sướng, thấy người ta vui vẻ. Thì mình vui theo cái được đó của người ta, gọi là vui theo cái quả lành nha. Rồi bây giờ từ là mong cho người ta có được nhân lành, quả lành. Bi là mong cho người ta đừng có nhân xấu, quả xấu. Hỷ là vui với nhân lành, quả lành của người ta. Còn xả là sao? Xả là luôn luôn sống trong cái nhận thức rằng mình mong là mong như vậy, nhưng mỗi người có nghiệp riêng. Làm ơn ghi giùm cái thứ tư này nha. Xả là sao? Xả là luôn luôn sống trong nhận thức rằng mình mong là mong như vậy, nhưng mỗi người đều có nghiệp riêng, không phải mình muốn là được. Rồi đúng rồi đó, xả ghi như vậy mới đúng. Luôn sống trong nhận thức rằng mong thì mong vậy, nhưng mỗi người có nghiệp riêng. Ngay cả chư Phật, chư Thánh, bà đời mười phương, vị nào cũng đối với chúng sinh bằng từ bi hỷ xả. Nhưng mà thế giới khổ như điên là vì sao? Vì dầu cho các ngài có mong thế này mong thế kia, nhưng chúng sinh mỗi người có nghiệp riêng. Cái người trời ơi thì nó tiếp tục trời ơi, cái người hiền lành thì tiếp tục hiền lành, hiền thánh thì tiếp tục hiền thánh, mà phàm phu thì cứ tiếp tục phàm phu. Thứ mà hung dữ nó tiếp tục nó hung dữ, mà thứ đau khổ thì nó tiếp tục nó đau khổ. Mong là mong như vậy thôi. Giống như cha mẹ với con cái thì cha nào mẹ nào cũng mong cho con được cái này cái kia, cha mẹ nào cũng vui khi thấy con được cái này kia, nhưng
mong là mong như vậy là phần của cha mẹ thôi, còn con mà nó có được như vậy hay không là chuyện của nó nha. Bởi vì mỗi đứa có cái nghiệp riêng, mà khổ một chỗ nếu cha mẹ không biết đạo á, thì cha mẹ chỉ có từ, có bi, có hỷ, chứ còn cái xả thì coi như trái quất. Là bởi vì cái xả nó chỉ có ở cái người biết chuyện, họ mới hiểu được cái điều thứ tư này. Có nghĩa là mình mong cho nó có được nhân lành quả lành, mình mong cho nó đừng có nhân xấu quả xấu, nhưng nó có cái nghiệp riêng, nó tiếp tục tạo nhân xấu thì mình đành chịu, nó tiếp tục chịu cái quả xấu thì mình cũng đành chịu vì nó có cái nghiệp riêng. Khi mà mình có được từ, có bi, có hỷ đó, thì là tự nhiên là mình có cái xả. Nhưng mà dĩ nhiên phải nói thêm nha, có ba cái kia đó, thì cái sự mà bình thản của mình nó mới gọi là xả. Cái này phải ghi nè, khi có từ, có bi, có hỷ với chúng sanh đó, thì cái sự bình thản của mình đó, đối với chúng sanh mới được gọi là xả vô lượng tâm. Còn đằng này xưa giờ đối với cái đối tượng đó, mình chưa từng có từ bi hỷ, thì bây giờ mà mình có hững hờ lãnh đạm thì cái đó nó không có phải là xả, mà nữa cái đó là cái sự vô tâm, là lạnh lùng, là máu lạnh. Làm ơn nhớ dùm cái này nha. Đó giờ tôi đâu có thương quý vị đâu, tôi đâu có nghĩ tưởng gì đâu. Bây giờ nghe các vị bị nạn, nghe các vị đi ăn cướp thì tôi cũng tỉnh bơ, tại vì tôi coi các vị là người dân nước lạ mà. Cái đó, cái sự hờ hững, cái sự bình thản nó không phải là xả nha, mà đó là sự vô tâm, vô tình, là sự lạnh lùng, là máu lạnh nha, nhớ. Còn khi nào mà đối với cái đối tượng đó, đó mà mình từng có từ bi hỷ, thì bây giờ nè, bằng cái nhận thức về cái nghiệp riêng của mỗi người mà tôi vẫn giữ được cái bình thản đó, thì cái bình thản đó, đó mới gọi là xả vô lượng tâm, nhớ nha. À, nhớ. Bởi hồi xưa có một cái cô Phật tử bây giờ đi tu rồi, không còn sống đi, cô hỏi tôi một chuyện mà tôi hỏi ơi, cô rất là thật lòng, nhưng mà tôi nghe tôi hết hồn. Cô nói hồi chưa có học đạo, chưa có học A Tỳ Đàm, con ra đường mình không thấy ai mà bị khổ, nhất là bị té xe, bị nãy kia, là con nhào tới con nâng đỡ giúp này giúp nọ, tới lúc không biết đạo ba mớ ra đường, ai khổ. Con nghĩ mỗi người có cái nghiệp riêng, cái lòng con lạnh ngắt kìa, như vậy đó có phải xả không? Thì tôi nhớ tôi có trả lời cô bằng một câu hỏi. Tôi hỏi gì chứ, trước khi mà cô lạnh nhắc với người ta đó, cô có từng từ bi hỷ người ta hay không? À, nếu mà cảm ơn đối với cái đối tượng đó mà mình chưa từng có từ, có bi, có hỷ đó, mà bây giờ mình lạnh nhắc thì cái đó gọi là vô cảm chứ nha. Đó là vô cảm, là máu lạnh, chứ không phải là xả vô lượng tâm. Xả vô lượng tâm là đối với cái người đó mình sẵn sàng có từ, có bi, có hỷ, nhưng bây giờ đó là trước cái hoàn cảnh này không thể làm gì hơn nữa mà mình vẫn bình thản đó, thì đó mới gọi là xả. Học đạo là mới học cho kỹ nha, học đạo học cho kỹ, chứ mình lem nhem ba mớ rồi sanh ra cái hiểu lầm ngộ nhận đó thì ớn lắm. Tôi hay thường nói đó là ớn nhất cái mà tu, mà tu cái kiểu mà lụm ve chai đó, cái là nghe cái gì hay thì gom vô. Chính vì tu kiểu này nè, cho nên nó mới có cái chuyện là nhiều khi không có đắc mà tưởng là đắc. Cái nó không phải thiện pháp mà tưởng là thiện pháp. Tu cái kiểu đó rất là nguy hiểm nha. Thà là mình dành thời giờ mình thấy tâm sân là tâm sân, nó hay hơn là mình tưởng lầm á. Ái là tâm từ, sự vô cảm là tâm xả, su phụ nịnh bợ là tâm hỷ là chết nha. Thà là mình thấy rõ tâm sân là tâm sân, tâm tham là tâm tham, nó hay hơn. Bởi cho nên tôi nói tôi không phải là thiền sư, nhưng nếu ai đã đến tu thiền chung với tôi chỉ nói là tu chung chứ tôi không nói là dạy nha, ai đến tu thiền chung với tôi thì tôi sẽ đề nghị người đó một pháp môn rất là lạ, đó là ăn rồi cứ là nhìn tâm bất thiện thôi. Còn cái tâm thiện là coi như kệ nó có hay không kệ nó, đừng có bận tâm, mà cứ ăn là cứ nhìn tâm bất thiện thôi nha. Nghe kiểu tu này nghe rất là kỳ, nghe rất là giống như rất là phản đạo, nhưng mà đối với tôi thì tôi tin cái kiểu tu này hình như không có sai. Là vì sao? Là bởi vì suốt một ngày như vậy là các vị có tâm thiện bao giờ đâu, toàn là tâm ác không. Cho nên cứ nhìn cái tâm ác là tự nhiên bản thân cái nhìn nó là thiện rồi nha. Thay vì mình để ý cái mình có tâm từ tâm bi hay không đó, thì mình cứ nhìn mình có tâm tham, mình tâm sân hay không, mình có quán thù ai hay không, mình có tình riêng, mình có tham ái với ai hay không, nhìn cái này của nó chắc ăn hơn nha. Rồi bây giờ sau khi mà định nghĩa cái chữ phạm thiên tôi mới quay trở lại nha. Tôi mới quay trở lại, đó là cha mẹ được gọi là phạm thiên của con là vì cha mẹ cô thương,
thường chứ không phải là luôn nha, thường, often chứ phải always nha, thường có cái lòng từ bi hỷ xả với con. À, thì dĩ nhiên cha mẹ cũng có ái liếng với con, chuyện nó có vì nghĩ rằng nó là con của mình, nó là giọt máu của mình, nó là cái sự kế thừa của mình, nó là cái di sản của mình. Khi nghĩ về con như vậy đó thì được gọi là ái nha. Nhưng mà bên cạnh đó không ít những giây phút mà cha mẹ thương con bằng một cái tấm lòng yêu thương vô điều kiện, không mong đợi cái sự là hồi đáp trả ơn trả nghĩa của con nha, chỉ là đơn giản trong sáng thuần túy mong cho con được cái này được cái kia mà thôi. Thì những cái giây phút đó được gọi là vô lượng tâm hay là phạm trú của cha mẹ đối với con. Chính vì vậy cha mẹ được gọi là phạm thiên của con, nhớ nha, cha mẹ là phạm thiên của con chứ không phải là phạm thiên nha. Là phạm thiên là khác, mà là phạm thiên của con á, mà nói rõ là phạm thiên ở đây trong một khía cạnh nhỏ thôi tức là cha mẹ có bốn cái vô lượng tâm với con, chứ cha mẹ không có thể là phạm thiên đối với người khác ngoài con được. Cha mẹ tức là cha mẹ là ai, là chúng ta chứ là ai nha. Thí dụ như má của thằng Tèo thì chỉ là phạm thiên đối với thằng Tèo thôi, chứ làm sao mà là phạm thiên đối với thằng Tí được. Tí là người dân mà nha. Thứ hai, cái giống phạm thiên đây là chỉ giống trong cái khía cạnh là từ bi hỷ xả thôi, chứ còn nói về cái sự thanh tịnh, về cái sự trong sạch thì sao mà bì được. Bởi vì tôi đã nói rồi, cái phạm thiên mà thấp nhất cũng là phạm thiên sơ thiền. Mà đã là sơ thiền thì tối thiểu là anh phải trừ được năm thiền cái. Mà có bao nhiêu cái bậc cha mẹ trên đời này mà được sạch sẽ như phạm thiên nha, nhớ học cho kỹ giùm nha. Chứ còn mai mốt mà đi mà nói rằng trong kinh nói cha mẹ là phạm thiên thì không phải, chỉ là phạm thiên đối với con thôi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chỉ là phạm thiên trong cái khía cạnh đó thôi, nghĩa là từ bi hỷ thôi, từ bi hỷ xả, nhớ cái đó. Rồi cha mẹ là vị thầy ban đầu của con, bố ba cha đi gia có nghĩa là sao? Bởi vì thầy cô nào đi nữa thì cũng phải định là hướng dẫn mình khi mà mình được tối thiểu là 4 tuổi trở lên nha, 4 tuổi 5 tuổi nha. Từ cái trường kinh thực gia tình là cũng phải 4 tuổi 5 tuổi trở lên. Nhưng mà cha mẹ thì không, mẹ dạy mình từ những cái lúc mà mình còn nằm ngửa nằm bú bình đó là cha mẹ đã dạy rồi nha. Từ cái lúc mà mình biết là ông bà đã bắt đầu là kèm cặp mình rồi, hướng dẫn mình rồi. Không có thầy bà nào mà sớm hơn cha mẹ hết trơn nha. Từ lúc mình còn nằm ngửa bú bình đó là coi như là ba má mình đã gọi là dạy được cái gì thì dạy nha. Dĩ nhiên mình có hiểu không chuyện của mình, nhưng mà hai vị đó là ngay từ cái thuở đó, thuở nằm nôi trở lên đó là dạy mình từ dạy nói rồi dạy ăn dạy đủ thứ hết. Cho nên cha mẹ được gọi là vị tiên sư, là vị thầy đầu tiên của con nha. Rồi cha mẹ là đáng cúng dường đối với con là sao? Trong Pali ghi rõ ràng luôn nha. Ahunaya Chaputana là đối với con thôi nha. Có nghĩa là trong kinh ghi đó là khi không có chư Phật ra đời nha, thì chỉ cần người ta biết sống phải đạo với mọi người thì đó cũng là cái cách, đó cũng là cái cơ hội để mà được trở lại thân người trời. Ví dụ rồi mới nghe kịp không? Tôi nói rõ rõ nha. Trong kinh ghi rõ ràng đó là nếu sanh ra cái thời kỳ không có chư Phật á, thì chỉ cần người ta sống phải đạo với nhau thôi thì đó cũng là cái cơ hội để trở lại thân người hoặc thân tiên. Cái tiên đạo rồi Phật mình nó khác á, bên đạo giáo của Trung Quốc. Bên đạo giáo Trung Quốc thì được phải là nội đan mà ngoại đan, nào là phải luyện phi công, rồi phải luyện thuốc trường sanh bất lão để mà thành tiên. Cái hạt sống trong núi nhiều trăm năm nhiều ngàn năm đó là theo cái khái niệm của người Tàu, tiên là gì. Nhưng mà cái tiên ở trong đạo Phật mình, đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì tiên đây là ám chỉ cho những cái vị dục thiên, những vị dục thiên, những cái người mà sống theo tinh thần thập thiện, chết rồi mới sanh về các cảnh dục thiên, tức là làm trời làm tiên nhưng mà còn quẩn quanh ở trong năm dục nha, quẩn quanh trong năm dục. Thì cha mẹ nên đáng được con là lễ bái cúng dường là vì sao? Là bởi vì cha mẹ lần trước mắt đó là người ơn, trước hết là người ơn của con,
gần lớn nhất của con. Thứ hai, cha mẹ luôn sống ở trong cái tình cảm thiêng liêng trong sạch với con. Cho nên vậy đó, cho nên cha mẹ đó con đáng được đời con lễ bái cúng dường, là bởi vì trong kinh nói rằng nếu mà không có chư Phật ra đời để mà hướng dẫn chánh pháp thì tối thiểu con người ta sống với nhau hải đạo, con cái hiếu thảo với cha mẹ, con người thì biết kính nể cái người trưởng thượng, cái kẻ hơn mình về tuổi tác, về đạo đức, là mình chồng đối xử tốt với vợ, vợ đối xử tốt với chồng, bạn bè chòm xóm, bà con thân thuộc, quốc gia xã hội, mỗi người đều sống tròn cái trách nhiệm mình, thì đó cũng là cái con đường sanh thiên nha. Ở đây ai mà nghi ngờ biết tôi nói cái đó có đúng không thì làm ơn ghi giùm tôi cái chữ chắc cà thăm. Chắc cá là cái bánh xe đó nha. Chắc cá thăm tức là những cái pháp mà đóng cái vai trò của cái bánh xe với chúng sanh về các cái cõi nhân thiên trời người đó, thì chúng ta có nói rõ cái này. Tức là khi mà mình sống hiếu thảo có tất cả là sáu đường, làm ơn coi giùm tôi cái kinh Thi Ca. Thi Ca La Việt, nhớ nha, Trường Bộ. Thi Ca La Việt Trường Bộ, thì trong đó chú giải ghi rất là rõ, tức là có nghĩa là biết tôn kính cha mẹ, thầy tổ, những người tu hành, những người hơn mình, rồi vợ chồng con cái, rồi bạn bè, thầy trò, chỉ cần mình làm tròn, sống tròn trách nhiệm trong sáu trường hợp đó thôi thì mình cũng đủ sanh thiên rồi nha. Mà dĩ nhiên là cái làm tròn ở đây phải nói là làm tròn, nó nghĩa là đến cái mức độ nào đó kìa, chứ không phải là lâu lâu rủ bạn về nhậu cái chết sanh thiên nào, không có nha. Mà bạn bè đến là giúp nhau có lúc cơ hàn và lòng luôn luôn nghĩ về bạn, thì mình đối xử với bạn bằng tấm lòng bất vụ lợi, bất cầu báo, thì cái đó cũng là một cái phương cách để sanh thiên, nhưng mà trong đường thiện thôi, chứ còn giúp bạn mà tào lao đi cướp nhà băng đốt nhà với người, cái đó không có kể là bạn tốt nha, cái đó là bè chứ không phải là bạn nha. Rồi đó, rồi người cư sĩ đối với người xuất gia. Người xuất gia thì không hẳn phải là chư tăng, nếu mà sanh ra trong cái thời kỳ không có Phật pháp thì làm gì có chư tăng. Nhưng mà đối với cái người tu hành đạo diện cần biết, nhưng mà mình thấy để ý những ai mà chân tu á, mà mình có lòng tôn kính, thì tối thiểu về với cái tấm lòng đó mình cũng có thể sanh thiên nha. Tất cả là sáu cái đường để sanh thiên: cha, đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, người xuất gia, đối với người tu hành và thầy tổ, thì đây là sáu đường. Mà nếu mà mình sống cho phải đạo phải phép thì đó cũng là sáu cơ hội để mà mình sanh thiên. Đây là lý do vì đâu mà cha mẹ được gọi là bậc đáng cúng dường đối với con. Sao mình trở lại đây? Rồi các vị, rồi tiếp theo là các vị cho xin bài kinh khác đi nha. Các vị cho xin bài kinh khác. Các vị cho xin bài kinh. À quên, nó sẵn này nói luôn là ôm lại chuyện quý vị đã biết rồi. Cái trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ đó thì chúng ta biết rằng có ba, nhiều lắm nhưng mà ghi rõ ghi gọn có ba thôi, ba cái trách nhiệm. Trong kinh ghi nhiều nhưng mà đây mình nói có ba cho nó dễ nhớ. Một là khi cha mẹ còn sống thì phụng dưỡng bằng vật chất, đó là số một. Số hai, hỗ trợ về đời sống tâm linh tinh thần cho cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ tu tập trở thành người có đức tin, có giới hạnh, có bố thí và có trí tuệ. Bốn cái nha, nhớ bốn cái này nha ông ta: đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Hướng dẫn cho cha mẹ có bốn cái này nha. Hướng dẫn cho cha mẹ có tâm quy, hướng dẫn cho cha mẹ có cái chánh kiến nha, có chánh tính và chánh kiến. Rồi chánh gì nữa, đúng là cả tám chánh luôn. Nhưng mình nói gì thì nghe ghê quá, cho nên mình chỉ lấy cái mấy chấm thôi. Hướng dẫn cho cha mẹ có chánh kiến, có chánh nghiệp, có chánh ngữ, vậy là mừng lắm rồi nha.
Như vậy thì ở trong kinh ghi rõ nó là hướng dẫn cho cha mẹ có bốn cái này: có phải chánh tín nè, rồi có chánh kiến nè, rồi có bố thí nè. Chánh kiến là có trí tuệ đó, chánh bốn cái là có đức tin nè, chánh tín ha, rồi có giới. Có giới, có chánh kiến, chánh tín, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Thì trí tuệ là chánh kiến đó, cho nên kể có bốn thôi: chánh tín, chánh kiến, giới hạnh và trí tuệ và bố thí. Thì như vậy là hỗ trợ cha mẹ về tinh thần, còn về phụng dưỡng về vật chất, có nghĩa là ăn ở mặc và thuốc men, nhớ nha, ăn ở mặc thuốc men. Còn hôm nay mình thêm cái nữa là phương tiện đi lại, tức là nếu mình có điều kiện thì cha mẹ muốn đi đâu thì mình cũng hỗ trợ trong cái điều kiện tốt nhất, trong điều kiện tốt nhất. Thì như vậy nên nó thêm cái nhu cầu đó nữa, và cái nhu cầu trong thời đại này nó còn thêm nhu cầu thứ năm, đó là phương tiện truyền thông. Thì cái này mình hướng dẫn cha mẹ biết nghe đạo, biết đọc sách, thêm cái đó nữa, tức là thông thêm cái trong cái điều kiện sinh hoạt á, tức là ăn ở mặc thuốc men, đi lại và truyền thông. Thì nó gọi là phụng dưỡng về vật chất nha, nhớ nha, ăn ăn mặc ở thuốc men, đi lại và truyền thông, đó gọi là hỗ trợ về vật chất. Còn hỗ trợ về tinh thần á, là hỗ trợ cho cha mẹ có được chánh tín, chánh kiến, giới hạnh và bố thí. Đó là hai. Rồi cái trách nhiệm thứ ba đó là cha mẹ mất rồi thì mẹ cha khuất bóng non đào đoài, làm lành hồi hướng cho hai thân nhờ. Tức là khi cha mẹ mất rồi đó thì cũng phải, mình phải biết làm phước, nhà giàu nghèo ít nhiều gì cũng phải tìm cái dịp để mà hồi hướng cha mẹ. Nghèo quá thì quét lá, chùi cầu, rửa chén, làm việc công ích, làm việc phục vụ tam bảo, thì cũng vẫn phải hồi hướng, nghĩ ý tưởng với cha mẹ hồi hướng. Như vậy có tất cả người con có ba cái trách nhiệm, nói nhiều lắm nhưng mà gồm có ba cái, đó là ba cái chánh: một là phụng dưỡng vật chất, hai là hỗ trợ tinh thần, ba là chết hồi hướng. Còn ở trong thi ca là việc thì kể rõ hơn là phải biết gìn giữ gia phong, tức là cái truyền thống tốt đẹp của gia đình, thì cái đó nó dài lắm, cho nên bây giờ mình gom được có ba thôi: hỗ trợ phụng tinh thần, phụng dưỡng vật chất và chết rồi làm phước hồi hướng. Đối với cha mẹ mình làm trọn như vậy, mình không có day dứt, mình không có cắn rứt, mình không có tiếc nuối nữa. Rồi tiếp theo là bài kinh Chi Ta, tiếp theo là bài kinh Ananda, phải không? Có phải kinh Ananda không? Chúng ta có nhiều kênh, sáng nay tôi giảng có 1 tiếng đồng hồ thôi, tôi mệt rồi. Đêm qua 2 giờ tôi mới ngủ, cho nên bây giờ mà tôi giảng, các vị nghe tôi giảng bằng có 40% rồi, các vị biết không, 40% rồi buồn ngủ. Rồi, bài tiếp theo là ngài A Nan, ngài đến thưa với Phật, thưa một chuyện mà cả ngài và Thế Tôn đều biết rõ, đó là một sự thật mà vì ngài sống, ngài A Nan, ngài là vị thánh, ngài luôn sống trong pháp, cho nên khi mà ngài nghĩ ra cái gì mà ngài thấy tâm đắc thì ngài bèn thưa với Phật, ngài trình lại với Phật, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái đoạn kinh này là như vậy. Thì ở đây các vị thấy có mấy cái chữ nè. Rất có thể Bạch Thế Tôn, một tỷ kheo được định như vậy trong cái thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Nếu mà cái này mà mình chỉ đọc bản tiếng Việt mà không có nghe giải thích, không có đọc chú giải thì khó khăn trăm bề, thì nghe nó rối, nghe nó có vẻ cầu kỳ, nó cao siêu, nó xa xôi đối với mình. Nhưng mà thật ra nó đoạn kinh này, nếu mà chuyển lại đọc cái bản Pali này sáng trưng à, sáng hơn bản tiếng Việt gấp trăm lần nha. Ngài A Nan, ngài nói Bạch Thế Tôn, con tin rằng với cái định á, mà nó đúng mức á, ha, thì người ta có thể có được tuệ và chấm dứt phiền não hết nha.
Nhưng mà ở đây mình thấy có những cái từ ngã kiến và ngã sở kiến là sao? Đây là những cái từ các vị phải học. Người có, chúng ta sanh tử luân hồi là do tà kiến đúng không? Thì tất cả tà kiến gom gọn là nó có nhiều cách gom gọn: vô minh và tham ái. Nói cho đủ thì nó nhiều lắm, còn nói gọn như cái hai cái đó thôi, vô minh và tham ái là cũng là một cách để cải phiền não. Cách thứ hai là ái mạng kiến. Tham ái ngã mạng là tà kiến, cũng là một cách, nhớ nha, cũng là một cách. Thì ở trong cái kinh này nè, thì Đức Phật ngài nói đến ba thứ ái mạng kiến. Kiến ở đây là gì? Kiến ở đây tôi nói lại là trong kinh này nha, các vị làm ơn ghi giùm tôi, chỉ trong kinh này. Rồi, ái mạng kiến là gì? Thứ hết là kiến, là tà kiến. Do tà kiến mới thấy thân tâm, thôi đi gọn đi, mới thấy thân tâm này là tôi. Chấp vậy gọi là chấp ngã kiến, gọi là ngã kiến chấp, gọi là ngã kiến chấp. Mở ngoặc đơn, cái này mới quan trọng nè. Tiếng Bali kêu là gì ta? Là á hăng cà đó, nhớ nha, á hăng cà đó. Là cái do tham ái mới cho rằng cái này là của tôi. Cái này suy nghĩ này gọi là ngã sở chấp. Mở một đơn nha, má măng cà đó, nhớ nha, cái này quan trọng, tôi phải thuộc lòng nha. Tôi là rồi của tôi nha. Thì khi mà chấp tôi là, nó tiếng Bali gọi là ahanka đó. Còn chấp đây là của tôi thì tiếng Bali gọi là mamanka đó, nhớ nha. Cho nên bản tiếng Hán dịch nghe không biết con gái luôn. Đây là ngã kiến, đây là ngã sở kiến, nghe nó đuối luôn nha. Nhưng mà thật ra tiếng Bali là sáng trưng. Chấp rằng tôi là cái này, tôi là cái kia, thân này là của tôi, tâm này là của tôi, thì nó gọi là mamanka đó. Còn tôi chính là cái này chính là tôi đó, thì cái đó gọi là ahanka đó. Ahanka là tôi nha, tra từ điển đi nha. Và chúng ta trở lại với chuyện Kiều, đó nghĩa là chúng ta vào tìm Google. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì ra Google, đánh giùm tôi hai cái chữ đó, đánh giùm tôi hai cái chữ đó rồi coi trong đó người ta nói cái gì nha. Sẵn mình học hai chữ đặc biệt này: do tà kiến ta thấy rằng thân tâm này là tôi, buồn vui này chính là tôi chính là buồn vui này, tôi chính là cái thiện ác này nè, thì đó gọi là ahanka đó, đó gọi là ngã kiến chấp. Còn cái thứ hai là do tham ái, chúng ta mới nghĩ đến cái vấn đề sở hữu, cái này là của tôi nha, cái này là của tôi, thì cái đó được gọi là mamanka đó, nhớ hai cái chữ này nha. Mà các vị thử tưởng tượng cách đây 2500 năm, khi mà cả thế giới này cơ hồ sống trong cái bóng tối của nhận thức của khoa học, của triết học ấy, vậy mà tại Ấn Độ có một cái hệ thống tư tưởng vạch rõ cho thấy rằng
làm lành lãnh dữ là cần thiết. Đi thêm một bước nữa, làm lành lãnh dữ chỉ là tạo thêm nhân sanh tử nha. Thì một cái hệ thống tư tưởng như vậy chỉ có ở vị chánh đẳng giác thôi. Vậy tôi nói về cái nhận thức, nó có ba cái bước, ba cái step, các vị còn nhớ không? Một, chưa ngày chưa biết gì, mình không biết thiện ác, mình chỉ hành động như mình thích. Bước thứ hai, biết đạo ba mớ thì chúng ta làm lành lánh dữ để mà trốn khổ tìm vui. Đó là bước hai. Tới bước ba, chúng ta thấy rằng khổ vui đều là khổ và thiện ác đều là nhân sanh tử. Đó, cái này nó mới khó đây nha. Khổ vui đều là khổ, thiện ác đều là nhân sanh tử. Các vị còn nhớ không? Bởi vì trong 12 duyên khởi nó mới có cái này. Do vô minh trong bốn đế cho nên nó mới có vô minh, nó mới dẫn đến hành, hành duyên thức nha. Do vô minh trong bốn đế cho nên nó mới có hai hành, đó là thiện hành và ác hành. Một lần nữa, trong rung này có nhiều người nổi điên muốn nhảy dựng lên, nghĩ rằng trong đó, trong kinh ghi có ba hành là sao tôi kể có hai hành, là bởi vì để kể cho nó rõ, cho nó gọn dễ nhớ mà đồng thời nó không có rối. Còn mà kể trong cái cách kể trong chánh kinh đó là dành cho cái người giỏi nha. Còn cái kiểu mà sơ cơ chúng ta đó là mình kể mà có cái phúc hành, phi phúc hành, là bất động hành là nghe nó điên lắm. Bởi vì mình nói mà giải thích bất động hành là cái gì nó dễ điên lắm nha. Cho nên mình chỉ gom gọn là còn phải gom, mình không có bỏ cái nào hết, mình chỉ gom gọn lại cho nó dễ hiểu. Đó là do vô minh trong bốn đế nên mới có hai hành, đó là ác hành và là thiện hành. Bởi vì cái phúc hành và cái bất động hành nó nằm chung ở trong cái thiện nha. Thì là bước một trong đời sống mình, bước một là ta không biết gì, ta chỉ biết trốn khổ tìm vui bằng cách là thiện ác gì làm ráo. Bước hai cũng để trốn khổ tìm vui nhưng mà ta chỉ làm toàn là điều lành. Nhưng mà tới cái bước ba đó thì ta tiếp trốn khổ tìm vui nhưng mà trong cái nhận thức rằng vui khổ đều là khổ, chẳng qua là gián hay trực tiếp thôi. Thứ hai, thiện ác đều là nhân sanh tử nha. Giống như một căn nhà đang cháy thì một người thì chung xuống sàn, chung vô nhà tắm, còn kẻ thì leo lên nóc. Thì trong cái căn nhà đang cháy ấy, trốn ở đâu cũng là dại dột. Chỉ có một duy nhất đó là ra khỏi căn nhà đó nha. Chỉ có con đường tuệ quán là cái con đường ra khỏi cái căn nhà đang cháy. Còn tất cả những cái giải pháp thiện ác của chúng sanh như là trốn khổ tìm vui bằng cách là làm điều bất thiện, hay là trốn khổ tìm vui bằng cách là tu tạo công đức để sanh về các cõi dục thiên, tu tập thiền định để sanh về các cõi âm thiên, thì tất cả những cái giải pháp đó nó tương đương với cái chuyện mà trong nhà căn nhà cháy mà chúng ta leo lên nóc hoặc là chung như nhà tắm vậy đó nha. Có nghĩa là nó không có thông minh lắm. Thì dĩ nhiên cái tên mà leo nóc thì nó khá hơn cái tên mà chung sàn rồi. Nhưng mà lát nữa thì ngồi tối thì giảng tôi có nói đó, có nhiều cách làm cho thịt chín. Chết ở dưới thì gọi là chết bằng cách grill, chết nướng, còn leo lên nóc cũng chết mà chết bằng cách là hun khói, tiếng Mỹ kêu là smoke nha. Thì tu thiền tức là chấp nhận sanh tử cái kiểu smoke, còn mà hưởng dục thì coi như là sanh tử bằng cái kiểu grill. Không biết trong nói trong rung có hiểu không ta, hay là dân ăn chay nghe nó không hiểu mới ghê chứ. Dân ăn chay có biết hai cái này không? Hưởng dục thì kêu là grill, còn mà tu thiền là smoke. Mà cả hai cách này là cách nào cũng là chết hết rồi, nha. Cái gì các vị tưởng tượng, hôm nay tôi ông sư mà tôi bày cho các vị cái cách ăn thịt ăn cá nó kỳ quá, nhưng mà đang giảng thì bắt buộc phải hy sinh thôi nha. Mình grill là mình nướng thì nó cũng chín, mà mình hun khói thì nó cũng chín. Thì làm việc bất thiện chính là mình đang grill, mình đang nướng chính mình. Còn mình tu thiền thì nó giống như mình đang hun khói, là mình đang smoke chính mình, chỉ vậy thôi nha. Vậy đó, đại khái như vậy. Cho nên là trong cái căn nhà đang cháy, mình không có nướng, mình cũng không có xông khói, mà chỉ có nước mình tung cửa mình giọt thôi nha. Cho nên ở đây đó là ngày nay, ngày mấy thưa với Phật Bạch Thế Tôn, nếu một người có tu tập định học và có thiền định đó, thì con nghĩ là người đó có thể lìa, có thể thành tựu được tuệ. Mà thành tựu được tuệ ở đây có nghĩa là gì? Là lìa bỏ được cái ngã kiến và cái ngã sở kiến. Kiến nghĩa là cho rằng đây là tôi, còn ngã sở kiến đây là của tôi nha. Thì đúng ra đó, này nói cho rõ nha,
Nếu mà nói cho rốt ráo đó thì chính do tham ái ngã mạn tà kiến chúng ta mới có hai cái chấp này, tôi và của tôi. Nhưng mà trong chú giải đoạn kinh này, tôi nói chậm đó nha, trong giải đoạn kinh này thì các vị ngài lại tách ra cho trong đây ghi rõ nè, ghi rõ rõ ràng luôn đó nha. Do tà kiến nên thấy rằng đây là tôi, do tham ái nên thấy rằng là của tôi nha. Còn ngã mạn, mạn thì miên là gì? Mạn thì miên là sự so sánh, tức là từ cái chuyện thấy rằng đây là tôi, rồi bước bước thứ hai nó mới có cái là đây là của tôi, thì nó mới tới cái bước thứ ba, đó là bắt đầu so sánh tôi hơn, tôi bằng và tôi thua. Tại vì phải có cái, mình phải thấy có cái tôi rồi mình mới so sánh chứ, các vị nghe kịp. À, phải có cái tôi, phải có cái của tôi, nó mới lòi ra cái chuyện là so sánh là sao. À, tôi bằng, à, tôi hơn và tôi thua. Cái của tôi á, bằng cái của tôi nó hơn và cái của tôi nó thua. Thí dụ như tôi không bằng cái bà hàng xóm, tôi hơn cái bà hàng xóm, tôi thua cái bà hàng xóm. Rồi tiếp theo, con của tôi không bằng con bà hàng xóm, con của tôi hơn bà hàng xóm, con của tôi bằng con bà hàng xóm. Cái nhà của tôi, cái xe của tôi, cái bằng cấp học vị của tôi, nhan sắc của tôi, uy tín quyền lực của tôi, bằng người này bằng người kia, thua người này thua người kia, hơn người này hơn người kia nha. Như vậy tổng cộng có ba thứ phiền não sanh tử, đó là ái kiến. Kiến là cho rằng cái này là tôi, còn mẹ, còn ái là cái này là của tôi, còn mẹ là cái gì thuộc về, cái gì là tôi và của tôi đó hả, nó bằng người ta hay là nó thua người ta hay là nó hơn người ta nha. Nhớ cái đó. Thì tà kiến ấy, kể nó có nhiều cách. Một là kể có chính, có nghĩa là hơn mà nghĩ là bằng, hơn nghĩ là hơn, hơn nghĩ là thua, tức là 3 nhân 3 là 9. Đó là một cách kể. Cái kể thứ hai kể có 3 thôi, đó là so hơn, so bằng, so thua. Còn cái ngã mạn mà kể có 2 thì nó dễ nhớ nhất, đó là ngã mạn như thật và ngã mạn hư ngụy. Ngã mạn như thật có nghĩa là sao? Có làm sao thì so sánh như vậy, hơn biết là hơn, thua biết là thua, mà bằng biết là bằng. Cái đó gọi là ngã mạn như thật. Dầu nó như thật cho nó sang chứ nó cũng là ngã mạn thôi. Nó giống như là phân người, dầu phân ướt hay phân khô, phân một nắng hay là phân một mưa thì nó cũng là phân. Nhớ nha, làm ơn nhớ chừng cái này. Các vị cứ bữa hôm qua tôi hỏi biết, có bị biết phân một nắng không? Đang giảng đạo mà nói mất vệ sinh. Nhưng mà đó là sự thật. Ở đây có người hỏi, vậy ngã mạn vẫn còn bậc A-na-hàm được hiểu như thế nào là sao ta? À, vị A-na-hàm vẫn còn ngã mạn, nhưng ngã mạn đây mình, hôm qua tôi nhớ tôi giảng 300 lần mà cái lớp mình lúc đó là làm biết do mình khờ, mình bư hay là do mình ngủ. Mình nghe nói cái vị A-na-hàm còn ngã mạn, còn phóng dật, mình ham lắm. Mình tưởng là họ giống mình, không có phải nha, không có phải. Mình nghe nói là trong nhà tỷ phú cũng còn bụi. Như vậy thì tiền nhà tỷ phú đâu có khác nhà tôi, hiểu gì có đúng không? Alo, trong nhà tỷ phú cũng còn bụi như vậy, có giống nhà của cái thằng cha mà đi móc bọc không ta? Nó khác chứ. Cái ngã mạn của vị, ngã mạn của vị Anaha mình nghe mình ham lắm, nhưng mà người ta ngã mạn là gì? Là người ta còn so sánh như thật, có nghĩa là sao? Hơn người ta còn nghĩ là hơn, thua người ta còn nghĩ là thua, mà bằng người ta còn nghĩ là bằng. Nhưng mà cái còn nghĩ ở đây đó là nó làm sao nó thay nghĩ nó như vậy. Còn vị A La Hán thì cái chuyện nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi hỏi các vị nha, các vị nghe cho kỹ nha. Phàm phu nhìn thấy hai trái cây, hai thứ trái nằm cạnh nhau, phàm phu thấy rằng trái này to hơn trái này đẹp hơn trái này, trái này đắt tiền hơn trái này ngon hơn trái này. Đó là so sánh của phàm phu. Còn cái vị thánh, người ta chỉ so sánh cái này. Cái lá này nó vàng hơn lá này nó xanh hơn lá này. Chỉ vậy thôi. Các vị có phân biệt được hai cái này không? Một bên á, là so sánh mà có gắn liền với bao nhiêu là thứ hệ lụy. Còn một bên người ta so sánh một cách rất là nhẹ nhàng, thì cái lá vàng nó không phải là lá xanh hết. Nha. À, lá vàng không phải là lá xanh. Còn phàm phu mình nó là so sánh mà bên cạnh nó đính kèm biết là bao nhiêu thứ hệ lụy khác. Bây giờ hiểu chưa? Một bên là người ta chỉ so sánh đây là lá vàng, đây là lá xanh. Một cái kiểu so sánh rất là nhẹ nhàng.
À, còn mình á là đính kèm cái trong đó bao nhiêu thứ văn hóa, tôn giáo, chính trị, lịch sử, khoa học tùm lum hết nha. Những cái mà những cái thứ mà râu ria chi tiết ấy á, là toàn là hệ lụy làm cho mình á, là càng lún sâu vào á, trong cái chấp, trong cái mạng chấp nha. Cho nên đừng có nghe, đừng có thấy mà ngày trong kinh ghi là vị La Hán ở vị A-na hàm còn ngã mạng, vị Tu Đà Quần còn tâm sân, mình khoái quá mình nghĩ là mình với mấy vị đó giống nhau sai bé. Cái sân của A-na hàm nó là khác mình ngàn trùng viễn xứ, trong kinh ghi rất rõ. Này các tỳ kheo, cái vấn đề mà vị A-na, vị Tu Đà Quần đã giải quyết nó nhiều như là cái dãy núi Himalaya, vấn đề còn tồn động lại nó chỉ là 7 hột sỏi thôi nha. Cái này kinh có ghi, nếu bà con trong rung có quẩn để đọc là cứ là coi phim đại hàng đúng biết nha, trong kinh ghi rõ cái này cả tỳ kheo. Cái vấn đề mà vị Tu Đà Quần đã giải quyết được đó, nó nhiều như cái dãy núi Himalaya, mà cái vấn đề mà tồn động lại nó chỉ là 7 cái viên sỏi tí ti tí ti thôi nha. Mà đó là anh là Tu Đà Quần đó, nói gì là anh hà. Còn mình thì sao? Mình nó là như cái hũ mắm, mình thấy mà kinh ghi Tu Đà Quần mà còn thì não mình mừng lắm, mình nghĩ rằng mấy vị đó đâu có khác gì mình. Nhưng mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, trong nhà cái ông tỷ phú mà cũng có bụi, cũng có rác, mà đôi khi có chuột có dán nữa, nhà cũng rộng quá, một cái điền trang mà mình nghe mình ham quá, mình tưởng ổng với mình giống nhau. Nhưng mà bữa nào xin mời quý vị quá bộ lại cái điền trang của mấy ổng thì biết đúng đất rộng thì dĩ nhiên có chuột có dán. Nhưng mà ngó kỹ lại hình như là ổng nhà ổng hình như là nó rộng hơn nhà mình, hình như là ổng có nhiều cái đồ quý hơn, hình như là cái ngôi nhà ổng nó có giá hơn nhà mình, hình như là cái nhà ổng nó rộng hơn nhà mình, hình như là cái nhà ổng nó đẹp hơn mình, hình như vậy nha. Nhưng mà tại vì chỉ nói mặt trẻ thôi, nghe nói nhà ổng cũng có bụi, cũng có chuột, cũng có dán, cũng có rắn rít, mình khoái quá khoái. Mình nghĩ như vậy thì mình đâu có cần đi làm ăn gì đâu, nhà mình cũng có mấy cái thứ đó như nhà ổng vậy đó nha. Nhưng mà ổng một năm ổng thu nhập cả tỷ, còn mình năm á là coi như cũng thu nhập 1 tỷ, mà tỷ Việt Nam nha. Và ổng là cả tỷ đô la, nó khác nhau nha. Rồi bây giờ mình đã học xong bài kinh, học thoáng qua như vậy đó, có nghĩa là bài kinh này tuy ngắn nhưng mà nói hết Phật pháp trong đó nha. Ngày nào mà mình còn sống ở trong cái ý niệm đây là tôi, đây là của tôi, thì ngày đó ta còn sống trong so sánh. Mà còn sống trong cái so sánh là ta còn khổ. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi kể hoài đó là cái ông đó đến hỏi về thiền sư, thưa ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu nói hay không? Các vị còn nhớ không? Các vị còn nhớ cái này không? À, thưa ngài, Phật pháp có thể thu gọn trong một câu nói hay không? Thì vị thiền sư mới lấy cái cây que kéo một đường trên đất. Thì ông kia ông nhìn qua nó là ông nói già con hiểu rồi. Vị đó vị quên nó, vị nó hỏi thêm cái đường vạch này dài hay ngắn. Thì ông kia ông hiểu ngay. Thì ra đó là mình muốn nói dài hay ngắn thì mình phải có cái so sánh. Mà Phật pháp là gì? Toàn bộ Phật pháp chỉ có một cái nội dung là dạy mình đừng có sống so sánh nữa. Không phải là mình sống vô tri, sống không phân biệt. Nhưng mà cái chữ so sánh này nghĩa là sao? Là vì mình có thấy, mình có cái phân biệt đẹp, xấu, sướng, khổ. Đó. Rồi từ đó mình mới có cái chuyện chạy theo cái mình thích. Đó. Và trốn, né cái mình ghét. Rồi từ đó nó mới nảy ra bao nhiêu là vấn đề. Đó, làm ơn nhớ cái chỗ này giùm nha. Đó, cho nên vị thiền sư khi hỏi là Phật pháp có thể thu gọn trong một câu hay không? Thì vị thiền sư chỉ nói rất là ngắn gọn. À, đó là cái đường vạch này dài hay ngắn gì con? Khi mà ông kia ông đang lây quay ông tìm câu trả lời thì ông đã hiểu. Ồ, thì ra là vậy. Toàn bộ Phật pháp chỉ nằm ở trong cái lằn vạch này thôi. Lằn vạch này được gọi là dài hay ngắn là tùy thuộc vào cái việc ta đem so nó với cái gì. Chứ khơi khơi có một đường vạch chứ làm sao mà dài, làm sao ngắn được nha. Mà chính vì đường vạch ấy được so với một cái gì đó, so với một cái chiều dài khác, thì nó mới là ngắn hay là dài. Ở đây cũng vậy. Chúng ta phàm phu sanh tử do không hiểu được bốn đế, cho nên chúng ta mới sống trong cái sự so sánh liên tục nha. Tại sao có cái mình thích, tại sao có cái mình ghét, là vì mình so sánh nha. Vì mình so sánh cái gì mà nó giống như cái mình thích thì mình bèn thích, mà cái gì nó khác với cái mình thích mình bèn ghét
nha. Cái gì mà nó giống với cái mình ghét thì mình bèn ghét, mà cái gì nó khác với cái mình ghét thì mình bèn thích, có đúng vậy không ta? Tôi nhắc lại nha, mình khổ, mình vì não, vì mình so sánh. Cái gì nó giống với cái mình thích á thì mình thích, cái gì nó khác với cái mình thích á thì mình ghét. Rồi tiếp theo, cái gì nó giống với cái mình ghét á thì mình ghét, mà cái gì nó khác với cái mình ghét á thì mình thích. Cho nên mới có cái câu bạn của kẻ thù chính là kẻ thù, mà kẻ thù chính là bạn của mình. Có còn nhớ cái này không ta? Cảm ơn ghiêng cái câu này đi nha. À, bạn của kẻ thù chính là kẻ thù của mình, mà kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Mình cứ nhớ trong cái công thức toán là cộng với cộng, cộng trừ vậy thôi. Cộng đi với cộng gọi là cộng đi với trừ, ở đây y chang như vậy nha. À, bạn của bạn là thù của mình, mà kẻ thù của kẻ thù nó chính là bạn của mình. Thì tại sao vậy? Là bởi vì đây là cái công thức nha. Nói công thức toán thật ra nó rất là đạo nha. À, vì có so sánh, vì có so sánh. Cái bây giờ cái này học thêm câu bùa nữa, tức là cái lớp này không có phải là lớp giáo lý, không phải là lớp Phật học, mà cái lớp là lớp bùa chú nha. Ai hỏi cái vị cứ nói thẳng như vậy, bùa chú. Có cái ông thầy pháp là anh mà hướng dẫn, tức là học bùa không thôi nha, bữa nay học qua cái chữ bùa khác. Đó là do cái so sánh, chúng ta thấy cái gì đầu câu khác này, cái do cái so sánh chúng ta thấy cái gì mà nó giống như cái mình thích á thì mình thích, khác với cái mình thích thì mình ghét. Giống như cái mình ghét thì mình ghét, mà khác với cái mình ghét thì mình lại thích. Cứ như vậy, cứ học hoài cái câu đọc nhiên nít vậy đó. À, giống như cái mình thích thì mình thích, khác với cái mình thích thì mình ghét. Giống như cái mình ghét thì mình ghét, mà khác với cái mình ghét thì mình thích. Mà cứ như vậy đọc hoài, mà người nhà có thể nghĩ mình khùng, nhưng hơn ai hết chúng ta biết rằng chúng ta là một trong những người tỉnh táo nhất hành tinh này nha. Đã rồi, mình học xong bài kinh đó rồi, bây giờ qua bài khác cho nó sang nha. Mình học thêm bài nữa là phải ngưng đó. Thêm bài nữa là phải ngưng, mệt quá mệt trời. Bài kinh này rất là sâu. Khi mà Thế Tôn mới thành đạo gốc Bồ Đề, Ngài có suy nghĩ thế này: cái đạo mà ta chứng đắc rất là khó để đi giảng cho chúng sinh nghe. Là vì sao? Là vì nó đi ngược lại dòng đời, nó đi ngược lại cái dòng chảy nhận thức của chúng sinh. Khó lắm quý vị, khó vô cùng khó. Ở đây chính Ngài xác nhận, chính Ngài xác nhận, chính Ngài xác nhận như thế này: ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi, kiểu nào ta thuyết cũng được, nhưng có một điều những cái người hiểu được thì rất là khó. Bạn còn nói theo ngôn ngữ của mình này, sao là Phật, ta có vô lượng phương tiện, có vô lượng cách thức để thuyết pháp, nhưng mà cái người hiểu được ta thì không có nhiều đâu. Cái cách nói thì nó gần như mình hơn, chứ còn kiểu mà chánh kinh thì nghe lạnh lắm nha. Còn kiểu của mình bây giờ đó là này, sao là Phật, ta có vô vàn cách thức để thuyết giảng, nhưng mà người hiểu được ta thì không nhiều lắm đâu. Là vì sao? Là vì cái nội dung của chánh pháp đi ngược lại dòng đời, đi ngược lại dòng chảy cái nhận thức của nhân sinh nha. Thở đời nay, ai trên đời này đẻ ra là bàn tay cứ nắm, nắm từ hồi nhỏ xíu nha. Đẻ ra là có đứa nào mà bàn tay nó nắm đâu, mà nó buông ra đâu, bàn tay nó phải nắm. Đấy, bản chất của chúng sanh là những con khỉ đi từ nhánh này qua nhánh khác. Trước khi mình có được cái nhánh mới để cầm thì nó đã nắm chặt cái nhánh cũ. Rời nhánh cũ, trước khi rời nó phải buông ra, nó buông có tích tắc là nó chịch cái nhánh mới. Bản chất chúng sanh là tâm viên ý mã, vừa lăng xăng mà lại vừa chấp chặt cái này cái khác, ôm chặt ghì xiết, mình mới có thể tồn tại được trong cái cõi đời này. Một trong những cái đặc điểm của chúng sanh là gì? Là ôm ấp, là chấp chữ, là dính khắn. Cho nên cái chữ chúng sanh, cái chữ sắp tá đó, nó có hai nghĩa nha. Chữ sắp tá nó có hai nghĩa, có hai nghĩa là mình ghi giùm tôi. Một là có cái riêng tư, và thứ hai là gì? Chữ sắp tá nó có nghĩa là dính, là đụng đầu dính đó nha. Cái chữ sắp tá nghĩa là dính. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là một
cái loại pháp giới mà đụng đâu dính đó, gặp cảnh sắc thì nó dính cảnh sắc, mà nó gặp cảnh thinh thì nó dính cảnh thinh, gặp khí vị xúc pháp, nói chung là nó gặp đâu nó dính đó, nó gọi là chữ sắp tái, nghĩa là gì đó nha. Mà bây giờ ngày dạy mình buông hết thì có nghĩa là mình phải đi ngược lại cái bản chất của mình. Cho nên chính Thế Tôn là xác nhận trong cái đoạn kinh đầu tiên ấy, là ta có nhiều cách thuyết giảng, cái khả năng thuyết pháp của ta là vô hạn nha, là vô hạn. Ta nói gọn cũng được mà nói rộng cũng được, nhưng mà cái số người mà hiểu được lời ta thì không nhiều lắm đâu nha. Trong kinh nó ghi là có lúc mấy người thuyết pháp có 84.000 người đắc đạo, có 5 triệu, 8 triệu, 100 triệu người đắc đạo. Nhưng mà các thứ tưởng tượng đi, lâu lâu mới có một vị Phật ra đời. Mà chúng sanh thì trong vô lượng vũ trụ cộng lại nó biết là bao nhiêu. Cho nên ba năm ba con số nó được kể cho vui vậy thôi, chứ nó chẳng là cái gì trong cái đời đất này. Đây là lý do vì đâu mà ở đây Thế Tôn mới nói rằng cái số người hiểu được lời dạy của Ngài không có nhiều nha. Rất nhiều, và rất nhiều người mà tôi gặp là y chang như bài kinh này nói vậy đó nha. Ngài chưa biết đạo cái gì cũng ơn, tới lúc biết đạo rồi làm phước ba mớ, tu tập ba mớ, hiểu đạo ba mớ, thì tiếp tục lại ôm qua cái khác. Hồi xưa thì ôm vật chất, bây giờ ôm cái tinh thần, thấy rằng giới mình ngon lành, định mình ngon lành, trí tuệ mình ngon lành, kiến thức mình ngon lành, phước báo mình ngon lành, đấy. Cái quan hệ, cái quen biết của mình trong chùa là rất là ngon lành. Tôi quen toàn là sư giáo, tôi quen toàn là mấy vị tâm tạng, tôi quen toàn là pháp sư trụ trì, những cái hòa thượng cao tăng nổi tiếng. Như vậy coi như là mình là buông cái này mình bắt cái kia, không bao giờ chỉ ngồi xuống để hiểu. Là một chuyện cực kỳ đơn giản, mình là những người bệnh, bao nhiêu công đức mình làm nó chỉ là những viên thuốc thôi, là chỉ là những cái lần trị liệu thôi nha. Ấy vậy mà có bao nhiêu người hiểu được cái này. Nói thì ai cũng gần đầu hiểu, nhưng mà trong đáy lòng, trong thâm tâm tâm, trong tâm khảm, trong tiềm thức, trong xương tủy, thì cứ lén lén giữ lại một cái gì đó cho riêng mình. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi không phải là thiền sư, tôi không có dám nhận là người tinh tấn, tôi không dám nhận là người trong sạch, nhưng cái này tôi dám nhận nè. Buông được cái ý niệm về tôi càng nhiều càng tốt, để mình bớt khổ. Tôi vốn là người chánh giác, tôi vốn là người sợ, cho nên tự tôi phải dạy tôi. Nếu mà mình không buông nổi thì mình chỉ có khổ thôi. Tôi nhắc lại ở đây hoàn toàn không có phải là cái gì cao siêu tu hành đắc đạo, không có. Mà chỉ vấn đề là mình sợ khổ. Nếu mình không buông bớt cái ý niệm tôi và của tôi thì mình chỉ có tự khổ thôi. Các vị có biết tôi đâu có là cái gì mà tỷ phi trùng điệp, mà nếu mà tôi không có khả năng mà gồng lại thì tôi đã điên từ lâu rồi, cái gì biết không. Cái người một thời thương mình bây giờ say qua cắn mình, người chưa từng thương mình họ cũng say qua cắn mình được nha. Cho nên chỉ riêng cái khoảng đó thôi là nếu không có Phật pháp thì mình điên được chứ phải không nha. Nhưng mà vì có Phật pháp mình mới buông từ từ. Mình buông ở đây tôi nhắc lại không phải vì một lý tưởng cao siêu nào hết, mà chuyện trước mắt mình buông để mà mình được an lạc hiện tiền, buông để mình đừng có điên, để mà mình đừng có tự tử, đừng có nhảy lầu, đừng có uống thuốc, đừng có lợi diện nha, đừng có nhảy giếng. Để rung 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 rồi các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Trời, đi ngủ sạch rồi. Cái rung này, cái rung này. Lúc thì nghĩa trang, lúc thì bệnh viện vậy đó. Rồi, chỉ vậy thôi nha. Cho nên khi nào nghe tôi nói là tôi cố gắng buông, nên làm ơn đừng có nghĩ cho ông khoe đó. Ông khoe, ông đang tu hành tinh tấn. Không phải, mà vì tôi vừa chết nhát mà lại vừa sợ khổ. Nếu gọi đó là cái hèn cũng được. Tôi sợ khổ, khổ thân mà khổ tâm. Mà nếu mà sợ khổ phải lây quay tìm cách nào mình bớt khổ chứ. Còn chết nhát là sao? Là mình sợ sợ chết, mình cũng sợ bị đọa chứ, quý vị, sợ chứ, sợ chết, sợ bị đọa. Thì như vậy thì thôi, bây giờ dầu con người mình có như con dồi đi nữa thì cũng phải chừa một cái gốc nào đó, xin lỗi nói câu nó hơi dơ, làm điếm chính hương cũng chừa hương lấy chồng chứ nha. Bây giờ dầu mình có tin Phật hay không, nhưng mà mình cũng phải tin là mình trước sau cũng chết. Nhớ cái câu này, câu này quan trọng, cái câu này xâm lên trán. Dầu có tin Phật hay không, nhưng mà mình cũng phải tin rằng mình chắc chắn phải chết. Mà chết rồi mình sẽ ra sao? Cái chuyện siêu đọa không biết có hay không, mà lỡ nó có rồi sao? Đứa nào chịu? Đứa nào chịu trách nhiệm nha. Cái chuyện này rất là quan trọng. Cho nên cái câu đầu tiên đó, câu đầu tiên là Đức Phật Ngài dạy rằng là ta hoàn toàn có khả năng thuyết giảng các cách, nhưng mà có một điều
cái người hiểu được ta thì cũng có nhiều. Rồi bắt đầu tiếp theo ngài mới nói nội dung nè. Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy thì xin cho con nghe một phần pháp thoại đi. Bởi vì Thế Tôn vừa xác nhận mà ngài có vô lượng cấp thuyết pháp thì thôi cho con xin một đoạn đi. Ngày lúc ngài đề nghị này ngài đã đắc A La Hán rồi, nhưng mà ngài thương quý Đức Phật và ngài đam mê trong chánh pháp, ngài không nói chánh pháp lắm, cho nên cứ có dịp là coi như là cứ có dịp là ngài lắng nghe. Thì ngài vừa nghe chứ ơi, nó giống gì mình giàu có mới mình nghèo, nhưng mà mình nghe cái ông tỷ phú nói cái gì chứ cổ vật cái nhà này cũng có thiếu, còn điều cái người mà biết đánh giá biết thưởng thức nó thì không có nhiều, thì mình nghe như vậy mình nói cho xin coi một món được không, mà mình cũng thứ giữ, mình cũng một nhà đầy một cái nhà cổ vật đó, nhưng mà mình nghe vậy mình cũng vì mình quá mê đồ cổ đi, cho nên mình nghe như vậy mình nói thôi bữa nay cho coi món nào nó hơi lạ lạ một cái được không. Thì cái vị kia mới bèn thò tay rút ra một cái bình cổ. Cái vị nghe kịp không nha? Các vị nghe hiểu chưa? Có nghĩa là ngài hỏi không phải là ngài không có biết gì, nhưng mà vì ngài qua nghĩ trường pháp, ngài tay là tay chơi cổ ngoạn, mà nghe cái ông kia nói như vậy, ông kia nói nhà này có nhiều món độc lắm, nhưng mà cái dân chung quanh dân Tàu Lao, cái dân Trọc Phú, dân nhà quê, dân không có chữ nghĩa, nó đâu nào thưởng thức được. Thì mình nghe như vậy mình cũng là thứ dữ nè, nhưng mà mình nói thôi bữa nay là đặt cách đi, bữa nay cho xem một cái đi. Thì ngài sẽ phát y chang như vậy. Thì khi ngài nghe Thế Tôn dạy là ta có vô lượng cách để mà thuyết giảng chánh pháp, nhưng kẻ nghe ta hiểu được ta thì không nhiều. Thì ngài nghe như vậy ngài vui mừng lắm, ngài nói bạch ngài thôi cho con nghe một đoạn đi. Và đúng như vậy, Thế Tôn gom lại toàn bộ Phật pháp, còn có một câu, một đoạn ngắn vô cùng ngắn. Nếu như vậy này sẽ là phát, hãy ghi nhận như sau: trong cái thân có thức này sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy niên. Đối với các tướng ở trong ngoài sẽ không có ba cái đó. Do chứng an trú tâm giải thoát, tự giải thoát cũng không có ba cái đó. Nhớ. Tức là nghĩa là sao ta? Cái tâm thân này vốn dĩ nó là cái sự lắp ráp, là sự ghép nối của sáu căn, là sáu thức. Để từ đó nhận biết sáu trần, chỉ vậy thôi. Nhưng mà do vô minh trong bốn đế cho nên chúng sanh mới có cái thức sai lạc rằng đây là tôi, cái này là tôi nè, rồi cái này là của tôi nè, rồi tôi bằng, tôi hơn mà tôi thua. Cái phần này đã giảng cái kinh trước rồi, cho nên các vị La Hán khi kiếp tập á, các vị đem mấy cái đoạn giống nhau này ngày dồn vào một góc. Cho nên mình liếc vô cái này mình tưởng là hai cái bài kinh này được giảng kế bên nhau về không gian và thời gian, không phải. Mà cái này là do sự sắp đặt của các vị tập nha. Bởi vì nội dung bị chàng nhau. Thì tôi nhắc lại, cái thân này là đồ lắp ráp do các thành tố, do các điều kiện nhân duyên mà có. Do các duyên mà có, do lắp ráp mà thành. Tuy nhiên, vì vô minh trong bốn đế nên ta mới thấy cái nguyên cái khối lắp ráp đó, cái này là tôi, cái này là của tôi, đó là nội chấp của ngoại chấp, là các tướng bên ngoài. Các tướng bên ngoài là gì? Là cây, cỏ, đất, đá, trăng, sao, nhà, cửa, ông A, bà B. Đó là má tôi, đó là ba tôi, đó là bạn tôi, đó là kẻ thù của tôi. Đây là đất nước quê hương tôi, đây là biển đảo biên giới của tôi, đây là dân tộc của tôi. Trong cách nhìn thông thường thì đó là yêu nước, yêu dân, yêu nước, yêu nồi, yêu đồng hương. Nhưng mà trong cái nhìn rốt ráo còn có cái ý niệm của tôi và tôi thì dứt khoát chúng ta không có yên nha. Đời này là người Việt thì mình thấy cái biên giới chủ quyền biển đảo là quan trọng. Tới lúc mình làm người Tàu thì mình đứng về phía mấy ông Tàu thì mình lại muốn cái Hoàng Sa, Trường Sa là của mình. Các vị thấy không? Cứ là mình như một con khỉ như vậy, cứ luôn luôn buông cái này bắt cái kia. Bữa nay ở cái nhánh Việt Nam thì muốn kéo về mọi thứ về Việt Nam. Mai kia đi về Tàu thì kéo mọi thứ đi về Tàu. Rồi sanh qua làm người Philippines, làm dân Đài Loan, làm dân Mã Lai, dân Indonesia trong cái khu vực Biển Đông, trong cái dòng biên giới lưỡi bò đó. Thì cái hẻ mà mình sanh ở đâu cũng biết, mà hẻ sanh vòng vòng cái khu đó là lúc nào mình có quên hứa, mình muốn cái đất là của mình hết trơn nha. Chính rồi chưa kể là người ta đang người dân gì nên khó mặt mũi ta thấy được quá bắt đầu mến. Từ cái mến nó muốn biến cái người dân nó thành người quen. Muốn biến cái người lạ đó nó thành ra là của mình, thành là bạn của mình, thành bồ của mình, thành vợ, thành chồng của mình. Các vị nghe chưa? Cả một đời chúng ta chỉ có xô và đẩy thôi nha.
cái gì ghét á là đẩy, mà cái gì khoái á là kéo vào, cái gì thích á là xô ra đẩy ra, còn gì thích là kéo vào, ghi chặt vào nha. Đây là tôi, đây là của tôi, cả một đời như vậy. Mà hãy có cái kéo vào thì phải có cái đẩy ra. Có khi chúng ta chú ý đi tìm cái thích thì chúng ta đã kín đáo, đã vô tình, đã lặng lẽ, đã âm thầm tạo ra và xác định cái mình ghét. Nhớ nha, hãy đi tìm cái mình thích, có nghĩa là mình đã kín đáo xác định cái mình ghét. Khổ thay, trong đời sống này cái cơ hội gặp cái ghét nó nhiều hơn là gặp cái thích. Thế là máu lệ khắp nơi là chỗ đó nha, máu lệ là chỗ đó đó. Cái cơ hội mình gặp được cái mình thích đó, nó ít, nó chỉ là 1/1000 so với cái cơ hội gặp cái mình ghét. Khi mình gặp được cái thích rồi đó thì mình giữ là nó không có lâu, chưa kể là tâm mình vô thường không thích nó nữa, hoặc là nó bằng cách nào đó bỏ mình mà đi, đó là cái mình thích. Còn cái đối với cái mình ghét thì số lượng nó lớn hơn, mà mình đẩy nó chịu đi. Bởi vì đời mà, đẩy nó chịu đi, cái gì mình ghét đẩy nó đi, chờ mình muốn nó đừng tới thì nó tới, tới là cả làng cả núi gì đó mà tới, là mong nó đi nó không có đi. Bởi vì sao? Vì chuyện rất là đơn giản thôi. Thế giới này là thế giới của bất toại, thế giới này là thế giới của phiền não nha. Mình sống bằng cái tâm phiền não nhiều hơn tâm thiện, cho nên cái quả xấu nó nhiều hơn cái quả vui. Chị này rất là khoa học, rất khoa học nha. Ta luôn sống trong cái tâm bất thiện nhiều hơn là tâm thiện, nên cái cảnh bất toại, cái cảnh nghịch ý nó luôn nhiều hơn là cái cảnh như ý, cảnh tội ý. Và chính vì biết chỗ này cho nên người tu không có đi tìm cái thích, cũng không có chủ ý đi trốn cái ghét. Là vì sao? Vì mình biết rõ cái thích ít quá đi tìm nó chỉ khổ, mà cái mình ghét nó nhiều quá, trốn nó trốn sao nổi. Thôi thì sống chung với lũ vậy. Không biết trong rừng mình có hiểu cái sống chung với lũ không ta? Alo. Sống chung với lũ có nghĩa là mình thỏa hiệp với nó vậy. Thỏa hiệp một cách thông minh chứ không phải là thỏa hiệp một cách gọi là xu tay quy hàng nha. Không có xu tay quy hàng, mà thỏa hiệp một cách thông minh có nghĩa là sao? Là chịu khó ngó lại thế nào là cái ghét mà thế nào là cái thích. Chỉ có cách mà thấu suốt nó thì mới có thể an nhiên sống với nó. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói rồi, ngày nào còn dốt, còn ngu, còn khờ, thì chúng ta còn có cái phân biệt đây là đắng, đây là ngọt, đây là thiện, đây là ác. Nhưng đến một lúc nào đó, chánh niệm và trí tuệ chín mùi, chúng ta chỉ thấy rằng mọi thứ đang có mặt và đang mất đi. Cái gì đang có mặt biết rõ, và cái gì đang mất đi biết rõ. Lúc đó không còn màng đến cái chuyện cái này đắng, cái này ngọt, cái này thiện, cái này ác nữa, mà biết rõ tâm tham là tâm tham, chứ còn không nghĩ thêm nữa. Còn tâm thiện là tâm thiện biết rõ. Còn mình bây giờ chính gì mình chưa thấy cái mức đó, cho nên thấy mà phiền não nhiều quá thì buồn, mặc cảm, và sao tu hoài không khá. Mà phát hiện thấy, mình ghi nhận thấy thiện nhiều quá, bắt đầu nó sanh ra ngã mạn, nó sanh ra ái. Có đúng vậy không ta? Không biết phân biệt gì nó là một cái tệ, nhưng mà biết rồi mà lại ôm chặt cái đó cũng là một cái kiểu tuệ nữa nha. Cũng là cái kiểu tuệ nữa, tại kiểu tệ chứ không phải là tuệ. Mà có từ có chỗ có được tuệ nó mới sanh ra cái tệ. Mà đằng này là mình phải đi thêm bước nữa, là chỉ thấy nó đang có mặt thôi, đừng có đánh giá nó, đừng có nhận xét cái gì thêm nữa. Đừng có thấy rằng lúc này sao mình ngon lành dữ vậy ta, nó là sai. Năm nay mình làm thí chủ nhiều chùa quá vậy ta, là sai. Mình chỉ cần chuyện tới đâu biết tới đó, và đừng có đi xa nữa, nhớ nha. Trong kinh có cho một cái ví dụ rất là độc đáo, đó là hành giả tu thiện giống như đi giữa một cái rừng gươm vậy đó. Có nghĩa là nhích qua bên phải cũng bị dính, mà nhích qua bên trái cũng bị dính. Đi như thế nào đó mình để bên phải bên trái không bị dính. Ở đây cũng vậy, nó là nó thấy nó có nó làm sao thì ghi nhận nó như vậy. Đừng có mà vẽ vời đó là chỉ có đổ máu thôi, có bị nghe kịp không? Cho nên bài kinh này ngài xác định tình hình này sẽ là Phật, này sẽ là Phật. Ta có thể thuyết giảng bằng bao nhiêu là cách, rộng cũng được, hẹp cũng được, dài cũng được, ngắn cũng được, kiểu nào ta thuyết cũng được, nhưng người hiểu được ta không có nhiều là vì sao? Vì lời giảng ngài đi ngược lại dòng đời. Các vị coi kỹ có phải ngược không? Ngài rõ ràng là cái đi ngược dòng đời, khi mà ngài gần như là phủ nhận, phải gần như, tôi nói gần như là tôi nói nhẹ, chỉ ngài luôn phủ nhận cái quan niệm cho rằng đây là tôi, đây là của tôi, và từ đó nảy sinh ra so sánh. Tôi đã nói tới nó lùi quá nhiều cái ba cái này nha. Tôi thì mình ngưng ở đây, chúc các vị một ngày vui và sáng mai học tiếp.
idam me nyati nam po tu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam po tu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam po tu sukhita hontu nyatayo idam me punyang asuakaya waham po tu idam me punyang nipasa pacayo hotu mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma sadhu sadhu sadhu.